trời. Ôi tình yêu Chúa tuyệt vời. Yêu thương đến cùng.
lời tạ ơn con dâng lên Chúa khi nắng hồng vừa mới lên, khi hoàng hôn đang xuống dần. Vì ngàn hồng ân như muôn lớp sóng, Chúa thương đổ xuống trên con, tháng năm dài mãi miên man. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Là giọt sương long lanh trong nắng, ôi rất đẹp và rất xinh, nhưng chẳng lâu tan biến dần, biến dần. Là một làn mây bay bay theo gió, chút tơ trời Chúa đâu quên, thế nên Ngài vẫn ngay bên. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Trần gian say sưa con bước, quên lối về lạc đến mê, quê nhà yêu xa mất rồi, mất rồi. Ngài đã dù thương ban ơn soi lối, cánh tay Ngài đỡ nâng con, dẫn đưa về bên an vui. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca trong không gian theo thời gian vang mãi. Nhiều tâm tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Thank you.
bờn cùng ngủ. Hôm nay trong niềm vui lớn lao, chúng ta từ muôn nơi quy tụ về đây để tham dự lễ tấn phong giám mục của cha Tôma Vũ Đình Hiệu, được Đức Thánh Cha Benedicto 16 bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Đây là hồng ân lớn lao Chúa ban tặng cho hội thánh ở lễ. Nhờ việc đặt tên vì giáo mục được Chúa Thánh Thần sức đầu đã lãnh nhận sự trọn vẹn chức tư tế tối cao và lãnh nhận thực tại toàn vẹn của tác vụ thánh, các ngài đã trở thành sự hiện diện hữu hình của Đức Kitô để nối tiếp sứ mạng cứu độ của Chúa giữa lòng nhân loại như một vị phụ lãnh của hội thánh. Không phải chỉ trên giáo phận đường cao mà còn hiệp thông với các giáo mục trên toàn hệ hội thánh. Vì vậy, tâm tình trước tiên của chúng ta hôm nay là hiệp cùng toàn thể hội thánh, giáo phận và với đức tân giáo mục chúc vinh cảm tạ tình thương lạ lùng của Thiên Chúa đã cho một số người không hiệp vào chức thượng tế tối cao của con ngài, để các ngài trở nên sự hiện diện sống động của Đức Kitô giữa lòng nhân loại, hầu tiếp tục sứ mạng cứu độ. Sứ mạng giám mục thật cao cả nhưng cũng thật nặng nề, nhất là giữa thế giới thờ ơ tôn giáo và hưởng thụ ngày nay. Hẳn ngài luôn cần đến lời cầu nguyện của chúng ta để được tràn đầy Chúa Thánh Thần, khôn ngoan gìn giữ sự nghiệp nhất của giáo phận và nhiệt thành dẫn dắt dân Chúa tới đỉnh thánh thiện như Đức Thánh Cha Gioan-hô thứ hai đề nghị. Hai ưu tiên cho hết thảy các giáo mục là nuôi dưỡng lòng ao ước nên thánh giữa dân Chúa trong một thế giới không lý tưởng và giúp các linh mục cách riêng những linh mục đang gặp khó khăn. Giám mục được xem như thượng tế của đoàn chiên nên có thể nói rằng sự sống trong Chúa Kitô của các tín hữu phát xuất từ giám mục và lệ thuộc ngài. Vì vậy, sự khôn ngoan và thánh thiện của giám mục chắc hẳn ảnh hưởng đến con đường thiêng liêng của các tín hữu. Xin cho đức tân giám mục của chúng ta luôn rộng mở cuộc đời cho Thánh Thần hiện diện để ngài sẽ là khuôn mặt, là cuộc đời, là con tim Giê-xu rung đập trong lòng ngực giáo phận, mang lại dồi dào sức sống ân sủng nuôi dưỡng cộng đoàn lớn lên trong niềm tin, tình yêu và hy vọng, thực hiện đúng khẩu hiệu ngài yêu họ đến cùng. Tâm tình thứ hai, chúng ta cùng nhau cảm ơn mẹ hội thánh công giáo Đức Thánh Cha Benedicto đã yêu thương tín nhiệm và trao ban cho hàng giáo phận Việt Nam một người con tiếp nối sứ mạng tông đồ phục vụ dân Chúa trong nhiệm vụ giám mục. Cảm ơn các thánh phụ của giáo triều Roma đã thương tín nhiệm và đề cử một con dân Việt Nam được gia nhập giám mục đoàn. Cảm ơn hội đồng giám mục Việt Nam đã tiến cử và đón nhận một người anh em vào giám mục đoàn Việt Nam. Giờ đây, cùng với hội thánh hoàn cầu, với giáo hội Việt Nam, với các đức giám mục, linh mục, tu sĩ và cộng đoàn phục vụ đang hiệp thông trong thánh lễ sáng nay, mỗi người chúng ta trong lời cảm tạ Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho đức tân giám mục Tôma, để ngài mãi mãi cảm nghiệm sâu xa tình yêu của Chúa Giê-xu như tâm niệm đời linh mục và giám mục của ngài. Ngài yêu họ đến cùng.
cộng đoàn. Thánh lễ tấn phong Đức Tân Giám Mục Tô Ma Vũ Đình Hiệu được diễn ra liền sau những ngày hội nghị lần 2 năm 2009 của Hội đồng Giám Mục Việt Nam tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc. Giờ đây, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chiêu Trinh, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc chào mừng hội nghị. Trọng kính Đức Cha Chủ tịch, trọng kính Đức Hồng Y, quý Đức Tổng và quý Đức Cha. Thay lời cho mọi thành phần dân Chúa Giáo Phận Xuân Lộc, các linh mục, các bề trên, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và giáo dân đang hiện diện nơi đây, con xin dâng lên Đức Cha Chủ tịch, Đức Hồng Y, quý Đức Tổng và quý Đức Cha lời chào trân trọng và nồng nhiệt trong bình an và ân sủng của Đức Kitô. Thật là niềm vui và vinh dự cho chúng con được đón tiếp quý Đức Cha đến trong chương trình hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam và trong ngày lễ tấn phong Đức Giám mục Phụ tá Tô Ma của chúng con, làm cho bầu không khí xuân lộc trong những ngày này đã vui tươi lại càng vui tươi hơn, đã linh thánh lại càng linh thánh hơn. Được quý Đức Cha tin tưởng trao phó cho việc tổ chức hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam năm nay và năm ngoái nữa, trước tiên chúng con phải tạ ơn Chúa đã thương cho chúng con có điều kiện rất tốt đẹp để khởi công và hoàn tất công trình xây dựng Tòa Giám mục và Đại chủng viện mà chính chúng con cũng không thể ngờ được như vậy. Chẳng những để đáp ứng những nhu cầu cần thiết của giáo phận, mà chúng con còn mong ước góp phần nhỏ bé cho Giáo hội Việt Nam trong những dịp tổ chức cấp quốc gia cũng như quốc tế. Vì vậy, khi được nhận lời đăng cai hội nghị Hội đồng Giám mục lần này, chúng con rất vui mừng đón tiếp quý Đức Cha, bởi đó chính là ước nguyện của chúng con. Chúng con cầu chúc những gì mà quý Đức Cha đã đạt được trong hội nghị Hội đồng Giám mục lần này sẽ đem lại muôn vàn ơn ích cho Giáo hội Việt Nam, nhất là trong năm thánh kỷ niệm 50 năm thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam và 350 năm thành lập hai giáo phận Tiên Khởi đàng trong và đàng ngoài, dẫn dắt con thuyền Giáo hội Việt Nam bước vào giai đoạn mới với một tinh thần sống đạo tươi trẻ, một sức truyền giáo mới đầy hứng khởi để loan báo tin mừng cứu độ của Thiên Chúa cho đồng bào ruột thịt. Chúng tôi cũng hân hoan chào đón quý Đức Ông, quý Cha Tổng Đại Diện, quý Viện Phụ, quý Cha Giám Đốc các Đại chủng viện, quý Bề Trên, quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ chủng sinh, quý khách và tất cả anh chị em trong và ngoài giáo phận, trong nước và hải ngoại đã về đây để hiệp thông với chúng tôi tạ ơn Chúa trong niềm vui tươi lớn lao của ngày lễ tấn phong giám mục hôm nay. Những bông hoa tươi xinh thay cho những tấm lòng hiếu kính của đoàn con giáo phận Xuân Lộc kính dâng lên quý Đức Cha.
xin cộng đoàn cho chàng phó tay chúc mừng. Thiên Chúa trong ngày trọng đại hôm nay, khi Ngài tuyển chọn cha Tôma Vũ Đình Hiệu, một người con của giáo phận nhà, lên làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô là thủ lãnh của giáo hội. Chúng ta cũng cảm tạ và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Benedicto XVI luôn được tràn đầy Chúa Thánh Thần, cầu nguyện cho Giáo hội Hoàn Vũ và Giáo hội Việt Nam được luôn tăng trưởng theo Thánh ý Chúa. Đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cho giáo phận chúng ta luôn sống trong hiệp nhất yêu thương. Xin cho Đức Tân Giám mục Tôma luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, được khôn ngoan và nghị lực. Cùng với tôi dẫn dắt toàn thể giáo phận tiến tới sự thánh thiện mà Chúa mong đợi nơi mỗi người chúng ta. Với tâm tình đó, chúng ta cùng xin Chúa tha thứ những thiếu sót lỗi lầm để xứng đáng cử hành thánh lễ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Isaiah đã ngạc nhiên về ơn gọi Thiên Chúa dành cho ông, mỗi chúng ta, và đặc biệt nơi tiến chức tân giám mục, cũng trong tâm trạng đứng trước hồng ân thần linh trong sứ vụ ơn gọi của mình. Mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa và ngày báo thù cho Thiên Chúa chúng ta, an ủi tất cả những kẻ mang tang chế và dẫn dắt họ lên Sion. Đó là lời God.
Ngài đến muôn đời. Qua bao nhiêu thời miệng con loan truyền tình cha trắng ơi, vì Ngài đã phán tình ta đã ban đứng vững ngàn năm. Trên cõi mây trời Người đã thiết lập lòng trung thành. Giao cùng người ta tuyên chọn giữa muôn người, ta đã đoàn thề cùng nghĩa bông là nhà Đa-vít, và người đã phán rằng yêu duệ người đứng vững ngàn năm. Ngài báu của người ta đã thiên lâm từ muôn đời. Lạy Cha muôn loài đừng an bài, đời con nương tựa và chính là nguồn mặt cứu độ con. Phan lòng sùng ái Người sẽ đầy dư mãi mãi chẳng ngưng. Ta sẽ duy trì lời giao ước này thật lâu dài. Phaolô trong thư gửi cho Timôthêô mà chúng ta sắp nghe đã khuyên nhủ người môn đệ về nhiệm vụ và lối sống của vị thủ lãnh cộng đoàn mà ông đã nhận do việc đặt tay của Phaolô. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, Cha khuyên con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa đã ban cho con do việc đặt tay của Cha. Vì chưng Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần trí nhát sợ, mà là thần trí dũng mãnh, bác ái và tiết độ. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta và cho Cha nữa là tù nhân của Người, nhưng con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì tin mừng. Nhờ quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã giải thoát và kêu gọi chúng ta bằng ơn Thiên Triệu Thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc chúng ta. Người đã dùng tin mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng. Cha đã được đặt làm kẻ rao giảng, làm tông đồ và làm thầy dạy các dân ngoại. Cũng do đó, Cha phải chịu những thử thách này, nhưng Cha không hổ thẹn, vì Cha biết Cha đã tin vào Đấng nào, và Cha chắc chắn rằng Người có quyền phép gìn giữ kho tàng của Cha cho đến ngày đó. Con hãy lấy những lời lành lẽ phải con đã nghe Cha nói làm mẫu mực trong đức tin và lòng mến nơi Đức Giêsu Kitô. Con hãy cậy nhờ Thánh Thần là Đấng ngự trong chúng ta mà gìn giữ kho tàng tốt đẹp.
đó là lời Chúa. Trước ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu đã biết đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Judas Iscariot, con Simon, ý định nộp người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người trỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu. Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa người rằng: Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư? Chúa Giêsu đáp: Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu. Phêrô thưa lại: Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con. Chúa Giêsu bảo: Nếu Thầy không rửa chân cho con sẽ không được dự phần với Thầy. Phêrô liền thưa: Vậy xin Thầy hãy rửa chân, không những chân con mà cả tay và đầu nữa. Chúa Giêsu nói: Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu. Vì người biết ai sẽ nộp người nên mới nói: Không phải tất cả các con đều sạch đâu. Sau khi đã rửa chân cho các ông, người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, người nói: Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy là như vậy. Vậy nếu ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con, để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con. Đó là lời Chúa. Trọng kính Đức Cha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng Y, Đức Tổng, Quý Đức Cha,
quý đức ông, quý cha tổng đại diện, quý viên phụ, quý cha, quý vị trên các hội dòng, quý tu sĩ nam nữ chúng sinh, quý cụ, quý ông, quý bà, anh chị em tín hữu và tất cả quý vị. Lời Chúa trong ba bài đọc Kinh Thánh chúng ta vừa nghe thật thích hợp với thánh lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu hôm nay. Đức cha Thomas thân yêu của chúng ta có thể tuyên bố trước mặt mọi người như tiên tri Isaiah thuở xưa rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Đức cha Thomas cũng sẵn lòng tuyên dâng đức tin như thánh tông đồ Phaolô: Tôi biết tôi đã tin vào ai. Và quan trọng nhất là câu phúc âm mà thánh tông đồ Gioan đã viết về Chúa Giêsu khi Chúa rửa chân cho các môn đệ: Ngài yêu họ đến cùng. Chính câu này đã được Đức cha Thomas chọn làm châm ngôn cho sứ vụ giám mục của mình: Ngài yêu họ đến cùng. Trong bữa tiệc ly cách đây 2000 năm, Chúa Giêsu đứng dậy, cởi áo ngoài ra, không phải để trao tặng cho các môn đệ như người ta yêu nhau cởi áo cho nhau đâu. Vì Chúa trao tặng cho họ một điều gì quý giá và sâu sắc hơn nhiều: người cởi áo ngoài ra, lấy khăn mà thắt lưng, rồi quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, đúng như người đã từng nói với họ: Thầy đến trong thế gian không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để phục vụ mọi người. Đó là bước thứ nhất của yêu thương đến cùng. Yêu thương đến nỗi tự hạ mình xuống để phục vụ các tận tình, khiêm tốn và vô vị lợi. Bước thứ hai, Ngài yêu thương đến cùng là bằng cách trao ban thịt máu mình trong bí tích thánh thể làm lương thực nuôi sống những người mình yêu thương. Và bước thứ ba, bước tột cùng diễn ra trên núi sọ, người hiến ban mạng sống mình làm giá chuộc muôn người. Người lại còn mặc khải vai trò và sứ mạng hiền mẫu của Đức Maria: Này là mẹ con, và phó thác người môn đệ của mình cho Đức Mẹ. Ngay cả khi người đã chết trên thập giá, cạnh sườn của người bị đâm thâu qua, máu và nước chảy ra, người trao ban bảo vật của Thiên Chúa là thánh thần cho thế gian. Đó là biểu hiện cao nhất của tình yêu thương đến cùng. Yêu thương đến nỗi sẵn sàng thí mạng sống, sẵn lòng chết vì yêu, chết thay cho những người mình yêu thương. Và dầu chết rồi, người vẫn yêu thương đến cùng. Trong cuộc viếng thăm Ad Limina tại Roma vừa rồi, Hội đồng Giáo mục Việt Nam được Đức Thánh Cha Benedicto XVI tiếp kiến vào ngày 27 tháng 6 năm 2009 và được Ngài ban huấn từ, một bài huấn từ xúc tích sâu sắc chứa đựng những chỉ dẫn thiết thực trực tiếp cho chính các giám mục và gián tiếp cho mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam. Thưa Đức cha Thomas yêu quý, hôm đó Đức cha cũng có mặt tại Roma nhưng chưa được trực tiếp nghe bài huấn từ cùng những lời nhắn nhủ của vị cha chung, đồng thời là người ân cả giữa hàng giám mục. Hôm nay nhắc lại điều này, như thể Đức Thánh Cha Benedicto âu yếm ngỏ lời với cả Đức cha nữa. Và tôi cảm thấy bài huấn từ đó là một minh họa rất cụ thể
cho trong ngôn mà Đức Cha đã chọn cho cuộc đời giám mục của mình. Ngài yêu họ đến cùng. Vậy, tôi xin được chia sẻ đơn sơ với Đức Cha trước mặt các đức giám mục và toàn thể dân Chúa tại nơi đây, những điều mà tôi cảm nhận được như là những điểm nhấn đặc biệt trong bài huấn từ quan trọng này của Đức Thánh Cha. Ngay trong phần đầu bài huấn từ, Đức Thánh Cha tha thiết ước mong và cầu chúc cho hàng giám mục Việt Nam noi gương thánh thiện, khiêm tốn, lối sống đơn sơ của các vị mục tử vĩ đại trên quê hương Việt Nam. Sau khi Ngài nhắc lại bốn đức tính nổi bật của Đức Tố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng mà Ngài coi như một vị mục tử vĩ đại, đó là lòng nhiệt thành mục tử, đức khiêm nhường, tình yêu hiền phụ đối với đoàn dân và tình huynh đệ lớn lao đối với các linh mục của mình. Những đức tính đó của các vị tiền bối trong hàng giám mục phải trở nên nguồn động viên các giám mục chu toàn sứ vụ là phục vụ hết mình, không chỉ phục vụ dân Chúa mà cả dân tộc Việt Nam nữa. Phục vụ hết mình là một cách gọi khác của yêu thương đến cùng, như chính Chúa Giêsu đã dạy và đã nêu gương người mục tử tốt khi sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Cuộc tiếp kiến diễn ra đúng một tuần lễ sau ngày khai mạc năm thánh linh mục, nên Đức Thánh Cha đề cập trước tiên và hết sức trang trọng tới hàng linh mục. Ngài xin các đức giám mục thay mặt Ngài cảm ơn các linh mục triều, cũng như rằng vì họ đã hiến dâng đời sống cho Chúa và vì những cố gắng mục vụ của họ nhằm thánh hóa dân Thiên Chúa. Ngài yêu cầu các đức giám mục ba điều mà Ngài nói ra như ba mệnh lệnh: anh em hãy lo lắng cho các linh mục, hãy hiểu biết các linh mục cách thấu đáo và hãy giúp đỡ các linh mục hoàn thành việc thường huấn. Một chương trình thật toàn diện nhưng rất thiết thực. Mỗi giám mục mà thi hành trọn vẹn ba mệnh lệnh ấy thì đó là cách cụ thể nhất để yêu thương các linh mục của mình đến cùng. Chương trình thường huấn nhằm mục đích chính yếu là giúp các linh mục trở nên những người dẫn đường chính thực cho dân Chúa, và phương tiện cần thiết để đạt được mục đích ấy là đào sâu đời sống nội tâm và lo hướng tới sự thánh thiện theo gương Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở khiêm nhường của họ Ax. Vị thánh linh mục này cũng là một vị mục tử vĩ đại trong giáo hội Hoàn Vũ, vĩ đại trong nếp sống đơn sơ, khiêm tốn và tận tình phục vụ dân Chúa, không chỉ bằng vai trò của người thầy dạy, nhưng chủ yếu bằng gương sáng giàu sức thuyết phục của một chứng nhân, sống triệt để điều mình dạy người khác. Kinh nghiệm 2000 năm lịch sử giáo hội Công giáo chứng minh chân lý đó. Bởi lẽ, sứ mạng chính yếu của linh mục là hướng dẫn dân Chúa nên thánh, thì chính linh mục và đặc biệt giám mục phải nêu gương thánh thiện cho toàn dân. Người ta không thể đi tìm một mẫu linh mục hay giám mục nào khác dù lấy cớ để cho hợp thời. Thật vậy, phúc âm Chúa Giêsu không bao giờ lỗi thời, và dù sống trong thời đại nào, giáo hội vẫn được Chúa sao trao ban sứ mạng thánh hóa và thánh hiến thế gian, chứ không thể để cho mình bị thế gian tục hóa. Trong bài huấn từ này, Đức Thánh Cha nhắc lại hai lá thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, là lá thư năm 1908 và lá thư năm 1980. Ngài trân trọng và ủng hộ
đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam chúng ta. Đồng thời, Ngài cống hiến thêm những suy nghĩ sâu sắc của mình. Khi đề cập tới các tín hữu giáo dân, Ngài xuất phát từ lá thư năm 2008, xoay quanh trọng tâm là giáo dục trong gia đình Công giáo. Ngài mô tả các cô đồng gia đình Công giáo mẫu mực bằng hai hình ảnh rất sinh động. Gia đình là lò hun đúc các giá trị và đức tính nhân bản, giúp con cái sống theo lương tâm ngay thẳng, lòng trung thực và sự thật. Đồng thời, gia đình là trường dạy đức tin và đức mến đối với Thiên Chúa. Con cái được đào tạo thành người Công giáo tốt thì khi vào đời, chính con cái cũng như cha mẹ sẽ là những công dân tốt, có một đời sống xây nền trên đức bác ái, sự liêm chính và lòng quý trọng công ích. Đức Thánh Cha xác nhận và củng cố quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng không gì thay thế được cho nền giáo dục gia đình. Của gia đình Công giáo như trường học đầu tiên dạy làm người, làm công dân và làm con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói rõ trong thông điệp bác ái trong sự thật rằng giáo hội có một sứ mạng phải chu toàn đối với sự thật nhằm xây dựng một xã hội ngang tầm với con người, với phẩm giá và thiên chức của con người. Điểm nhấn mạnh mẽ và nổi bật nhất của bài huấn từ nằm trong lời Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục Việt Nam và cả giáo hội của Chúa Kitô tại Việt Nam hãy tập trung tầm nhìn vào việc phục vụ dân tộc của mình bằng cách góp phần vào việc phát triển toàn diện mỗi con người và cả đất nước. Ngay từ phần mào đầu, Ngài nói với các giám mục như sau: chớ gì gương thánh thiện, khiêm nhường, lối sống đơn sơ của các vị mục tử vĩ đại trên quê hương của anh em trở nên nguồn động viên anh em trong sứ vụ giám mục nhằm phục vụ dân tộc Việt Nam. Chính Đức Thánh Cha chân thành bày tỏ lòng trân trọng sâu sắc đối với các tín hữu Việt Nam và đối với cả dân tộc chúng ta nữa. Điểm nhấn này của Ngài liên kết với năm Thánh 2010 kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm tại đất nước chúng ta và với lá thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Lần này cũng vậy, Ngài xác nhận và củng cố đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài nắm bắt chính xác trọng điểm của thư chung 1980 là nhấn mạnh đến giáo hội Chúa Kitô ở giữa dân tộc của mình. Đúng như các giám mục năm 1980 đã tuyên bố, chúng tôi đề ra đường hướng mục vụ sau đây: chúng ta phải là hội thánh của Chúa Kitô trong lòng dân tộc Việt Nam. Ngài nói, nét đặc thù trong sứ mạng và ơn gọi của giáo hội cũng như góp phần đóng góp đặc thù của giáo hội cho đất nước Việt Nam là hăng say chia sẻ niềm vui đức tin với tất cả đồng bào của mình bằng cách loan báo phúc âm và làm chứng về Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chính điều này đóng góp vào việc phát triển nhân bản và tâm linh của con người, đồng thời đóng góp vào sự phát triển đất nước. Đức Thánh Cha tiếp nối giáo huấn của hai vị tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục khi khẳng định rằng phải phát huy những giá trị tâm linh để bổ túc cho những giá trị nhân bản thì mới thực hiện được một sự phát triển nhân bản toàn diện. Và chính sự phát triển nhân bản toàn diện này của mỗi con người chứ không chỉ đơn thuần tăng trưởng vật chất của xã hội tạo tiền đề cần thiết cho sự phát triển đích thực và bền vững của đất nước. Từ đó, Đức Thánh Cha kết luận bằng việc loan báo tin mừng,
và làm chứng về Chúa Giêsu Kitô, giáo hội hiến tặng cho đất nước Việt Nam sự phục vụ cao nhất. Và việc phục vụ cao nhất ấy là một biểu hiện tình yêu thương đến cùng đối với đồng bào và dân tộc của mình vậy. Với cách hiểu như thế, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục và toàn thể giáo hội tại Việt Nam hãy căn tân và làm mới lại các dấn thân truyền giáo của mình vì yêu mến đất nước quê hương. Thưa Đức Cha Thomas quý mến, trong tình anh em, tôi đã chia sẻ với Đức Cha một vài điều mà tôi đón nhận được trong chuyến viếng thăm Ad Limina vừa rồi. Bây giờ, tôi chỉ xin được hiệp lòng và hiệp lời với Đức Cha Chủ tịch Đức Hồng Y, quý Đức Cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Linh Mục Đồng Tế, quý tu sĩ nam nữ chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân cũng như quý vị hiện diện hôm nay. Cầu chúc Đức Cha được tràn đầy ân sủng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần để Đức Cha chu toàn sứ vụ giám mục một cách xác tín, hân hoan và có hiệu quả như lòng mong ước của giáo hội và cách riêng của Đức Thánh Cha Benedicto kính yêu của chúng ta. Nhờ đó, khuôn mặt dịu hiền và sứ vụ phục vụ của Chúa Giêsu Kitô được tỏa sáng ở trần gian này, vì Ngài yêu họ đến cùng. Amen. Nghi thức phong chức được cử hành qua 3 phần. Phần 1, các nghi thức chuẩn bị. Phần 2, nghi thức chính yếu. Phần 3, các nghi thức diễn nghĩa. Nghi thức phong chức mở đầu bằng hát kinh Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là tác nhân trong mọi sinh hoạt tôn giáo. Do đó, hồng đoàn sốt sáng tận cầu Chúa Thánh Thần đến trong cử hành phụng vụ, nhất là trên tiến chức giám mục. Mời cộng đoàn đứng. Thank you.
Cha đáng kính, Hội Thánh Công Giáo Mẹ chúng ta, xin Cha tấn phong linh mục Tô-ma Vũ Đình Hiệu lên chức giám mục. Cha có tông xác không? Thưa Cha có. Cha hãy đọc lên. Tông sắc của Đức Thánh Cha bổ nhiệm Cha Tô-ma Vũ Đình Hiệu làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Benedicto giám mục tôi tớ các tôi tớ của Thiên Chúa gửi lời chào và phép lành tòa thánh tới người con yêu quý Tô-ma Vũ Đình Hiệu cho tới nay là trưởng ấn tòa giám mục Xuân Lộc, được chỉ định làm phụ tá cho giáo phận và được tuyển chọn làm giám mục hiệu tòa Bahana. Hiền đệ đáng kính Tam Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã xin tòa thánh một vị giám mục phụ tá để lo phần ích thiêng liêng cho các tín hữu của Ngài một cách thích hợp hơn. Trong sứ mạng nối nghiệp ngay tòa thánh Phêrô, và do đó có bổn phận lo lắng cho tất cả các giáo hội địa phương, Cha quyết định cho thi hành lời xin của đấng bản quyền nói trên. Phần con yêu quý, là một linh mục với những đức tính trỗi vượt, có lòng trông cậy sâu xa và thông hiểu các công tác mục vụ tại địa phương, con xứng đáng đảm nhận trọng trách này. Vì thế, Cha chấp thuận ý kiến đề nghị của Thánh Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc. Và với quyền năng tông tòa, Cha bổ nhiệm con làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, đồng thời đặt con làm giám mục hiệu tòa Bahana, với mọi quyền hạn và nghĩa vụ của chức vụ giám mục theo giáo luật. Cha ban phép con được xin bất cứ giám mục công giáo nào ở ngoài thành Roma phong chức giám mục cho con, tuân theo các quy luật phụng vụ. Nhưng trước đó, con phải tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với Cha và các đấng kế vị Cha theo giáo luật. Ngoài ra, con yêu quý, trong tâm tình bác ái huynh đệ cùng với đấng bản quyền của giáo phận, con hãy thông báo cho mọi người biết sứ vụ đã được ký thác nơi con, với lòng tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa là Cha và là đấng quan phòng mọi sự. Ghi nhớ những lời khuyến dụ của Chúa Thánh Linh, con hãy phó thác nơi Thiên Chúa bước đường con đi, và hãy trông cậy vào Ngài, và chính Ngài sẽ ra tay thực hiện. Xin Thánh Nữ Maria là mẹ giáo hội và là nữ vương các thánh tông đồ, từ trời cao luôn phù hộ con. Ban hành tại Roma cạnh đền thờ Thánh Phêrô ngày 25 tháng 7 năm 2009 theo niên lịch Kitô giáo, năm thứ năm triều đại giáo hoàng của Cha, giáo hoàng Benedicto thứ 16. Tần Chúa, xin anh chị em bố một tràng pháo tay biểu lộ niềm vui cảm tạ.
lời hứa của tiến chức. Giám mục chủ phong sẽ thẩm vấn tiến chức về các nhiệm vụ mà Ngài sắp lãnh nhận. Những lời thưa con muốn của tiến chức trước cộng đoàn hẳn phải đến từ trái tim tràn đầy tình mến yêu Đức Kitô và Hội Thánh. Theo định chế cổ kính của các thánh giáo phụ, người sắp thụ phong giám mục phải được chất vấn trước mặt dân chúng về quyết tâm bảo vệ đức tin và chu toàn nhiệm vụ. Vậy, hiền đệ thân mến, hiền đệ có muốn chu toàn cho đến chết nhiệm vụ đã được các tông đồ ủy thác cho chúng tôi và sẽ thông truyền cho hiền đệ cùng với Chúa Thánh Thần do việc đặt tay của chúng tôi không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn luôn luôn trung thành rao giảng phúc âm của Đức Kitô không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn gìn giữ kho tàng đức tin cho tinh tuyền và toàn vẹn đúng theo truyền thống đã được bảo tồn mọi nơi và mọi đời trong Hội Thánh ngay từ thời các tông đồ không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn xây dựng nhiệm thể Đức Kitô Hội Thánh của Người và cùng với hàng giám mục luôn luôn sống hiệp nhất với Người dưới quyền của đấng kế vị Thánh Phêrô tông đồ không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn trung thành bày tỏ lòng vâng phục đấng kế vị Thánh Phêrô tông đồ không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn như người cha thân ái cùng với các người phụ tá là các linh mục và phó tế chăm sóc và dẫn dắt dân Thánh Chúa vào con đường cứu độ không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn vì danh Chúa tỏ lòng nhân từ và tử tế đối với người nghèo khó, lữ khách và tất cả những người túng thiếu không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn như người mục tử tốt lành tìm kiếm các chiên lạc và quy tụ chúng về đoàn chiên của Chúa không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa toàn năng cho dân thánh và chu toàn cách hoàn hảo nhiệm vụ thượng tế không? Thưa nhờ ơn Chúa giúp con muốn. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi hiền đệ. Sứ mạng vô cùng cao cả, nhưng thân phận con người lại thật mỏng giòn. Giờ đây, cộng đoàn này xin các thánh cầu bầu để Chúa đoái thương rộng ban muôn ơn trên tiến chức, giúp Ngài chu toàn sứ mệnh xác sắp lãnh nhận. Mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện để Thiên Chúa toàn năng là đấng quan phòng cho lợi ích của giáo hội lấy lòng nhân từ ban ơn rộng rãi cho vị tiến chức này. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Thánh Mi-ca-ê, cầu cho chúng con.
các thánh thiên thần của Thiên Chúa. Thánh Giuse, Thánh Gioan Tây Gia, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Thánh Gioan, Thánh Tôma, Thánh Nữ Maria Magdalena, Thánh Stephano, Thánh Lorenzo, Thánh Ignacio, Thánh Antiochia, Thánh Augustino, Thánh Hilario, Thánh Vincent, Thánh Luca, Thánh Thomas Aquino, các thánh nam nữ của Thiên Chúa. Xin Chúa tỏ lòng khoan dung. Khỏi mọi sự dữ. Xin Chúa ước chữa chúng con. Khỏi phạm tội lỗi. Xin Chúa ước chữa chúng con. Khỏi chết muôn đời. Nhiệm Chúa làm người. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì Chúa chịu trên và sống lại. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống. Chúng con là kẻ có tội. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đối thương cai trị cùng gìn giữ hội thánh. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đối thương gìn giữ đức thánh cha cùng các phân trần hội thánh trong tinh thần đạo đức. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đối thương chúc lành cho vị tiên chức này. Xin Chúa đối thương chúng lành và thành hoa vị tiến chứng này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đối thương chúng lành thành hoa và thành hiên vị tiến chức này. Lạy Đức Giêsu, Con Thiên.
nguyện Chúa hằng sống. Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nhận lời chúng con. Nồng ân tư tế cho tôi tớ Chúa đây mà tuôn tràn trên tôi tớ Chúa phúc lành linh nghiệm của Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trong nghi thức phong chức, hai yếu tố thiết yếu làm thành bí tích là việc đặt tay và lời nguyện thánh hiến. Qua việc đặt tay và lời nguyện thánh hiến, ơn Chúa Thánh Thần được thông ban và ấn dấu thánh được in trên tiến chức để Ngài thi hành nhiệm vụ của chính Chúa Kitô là Thầy, Chủ Chăn, Tư Tế và hoạt động nhân danh Chúa Kitô. Các giám mục hiện diện đều hiệp cùng giám mục chủ phong đặt tay trên đầu tiến chức như dấu chỉ sự hiệp nhất trong chức tư tế tối cao và đón nhận tiến chức vào giám mục đoàn. Vừa là lời khẩn xin, vừa xác định ý định nghĩa của việc đặt tay và tác vụ được trao. Sách Tin Mừng được đặt trên đầu vị tiến chức trong lời nguyện nói lên sứ mạng chính yếu của Ngài. Lạy Cha là Thiên Chúa và là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cha là Cha nhân từ, là Thiên Chúa mọi nguồn an ủi. Cha ngự trên trời cao thẳm,
và đoa nhìn xuống chốn thấp hèn. Cha thâu suốt mọi sự trước khi chúng được tác thành. Cha đã dùng lời ân sủng mà ban bố các quy tắc trong hội thánh. Từ nguyên thủy, Cha đã tiền định cho dòng dõi những người công chính phát xuất từ Abraham. Cha đã thiết lập những vị thu lãnh và tư tế, và không để thanh điện của Cha thiếu người phục vụ. Từ khi sáng tạo thế gian, Cha đã muốn tôn vinh nơi những người Cha đã tuyển chọn. Và giờ đây, xin Cha tuôn đổ trên vị tiên trước này thần lực phát xuất từ nơi Cha là thánh thần thu lãnh mà Cha đã ban cho con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô. Và chính Đức Kitô lại ban cho các thánh tông đồ các vị này đã thiết lập hội thánh mỗi nơi như một thánh điện của Cha để tôn vinh và ca tụng danh Cha muôn đời. Lạy Cha là đấng thâu suốt mọi tâm hồn, xin ban cho tôi tớ mà Cha đã tuyển chọn lên chức giám mục biết chân dắt đoàn chiến thánh của Cha và thực hành trước thượng tế trước mặt Cha cách hoàn hảo khi phục vụ Cha đêm ngày. Ngõ hầu tôi tớ Cha luôn bày tỏ dung nhan hiền từ của Cha và tiến dâng lễ vật của hội thánh. Xin Cha ban cho tôi tớ Cha nhờ sức mạnh của thánh thần được lãnh nhân quyền thượng tế tha tội theo lãnh truyền của Cha, đồng thời biết phân phát các ân huệ theo mệnh lệnh của Cha và thao gỡ mọi xiềng xích theo quyền năng Cha đã ban cho các tông đồ. Xin cho tôi tớ Cha biết sống đẹp lòng Cha khi tiến dâng lên Cha hương thơm dịu ngọt với tâm hồn hiền lành và trong sạch. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha, nhờ Người mà vinh quang, quyền lực và vinh dự đều quy về Cha cùng với Chúa Thánh Thần trong hội thánh từ bây giờ và cho tới muôn đời. Phần 3, các nghi thức diễn nghĩa, mời cộng đoàn ngồi. Các nghi thức còn lại vừa làm tròn ý nghĩa bí tích, vừa làm rõ sứ mạng của chức tư tế tối cao mà Đức Tân Giám Mục vừa lãnh nhận. Sức dầu thánh trên đầu tiến chức. Dầu là dấu chỉ Tân Giám Mục được tham dự vào chức tư tế tối cao của Đức Kitô. Xin Thiên Chúa là đấng đã ban cho hiền đệ tham dự vào chức thượng tế của Đức Kitô, tuôn đổ trên hiền đệ chất dầu huyền nhiệm và lấy ơn phúc thiêng liêng dồi dào làm cho hiền đệ được nên phong phú. Trao sách tin mừng. Sách tin mừng được đặt trên đầu trong lời nguyện phong chức, và việc trao sách tin mừng giờ đây cùng nói lên nhiệm vụ chính của giám mục là rao giảng tin mừng. Hiền đệ, hãy lãnh nhận phúc âm và hãy rao truyền lời Chúa trong tinh thần nhẫn nại và hiểu biết. Trao nhẫn. Nhẫn là biểu tượng lòng trung tín và sự kết hợp với hội thánh như bàn trăm năm.
Hiền đệ, hãy lãnh nhận chiếc nhẫn ấn tín của đức tin với đức tin nguyên thuyền làm trang sức. Hiền đệ, hãy gìn giữ vị hiền thê của Thiên Chúa là hội thánh được vẹn toàn. Đội mũ Mitra. Việc đội mũ là lời mời gọi tân giám mục ân cần thánh hóa bản thân mình để thánh hóa dân Chúa. Hiện đề, hãy lãnh nhận chiếc mũ này và làm cho ánh sáng thánh thiện rực lên nơi hiện đề, để khi vị thủ lãnh các mục tử xuất hiện, hiền đệ xứng đáng lãnh nhận triều thiên vinh quang bất diệt. Trao gậy. Gậy chủ chân mà đức tân giám mục đón nhận là biểu thị nhiệm vụ cai quản hội thánh được trao cho ngài. Hiền đệ, hãy lãnh nhận chiếc gậy dấu hiệu nhiệm vụ chủ chăn và hãy chú ý đến toàn thể đoàn chiên. Nơi đó Chúa Thánh Thần đã đặt hiền đệ làm giám mục cai trị hội Thánh Chúa. Cuối cùng, trao hôn bình an. Đức giám mục chủ phong và các đức giám mục hiện diện trao hôn bình an cho đức tân giám mục. Cử chỉ này là dấu chỉ hiệp thông và nhận ngài vào giám mục đoàn. Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể.
cử hành mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô cho chúng ta và cho nhân loại mọi thời. Chúng con kính mời Đức Tân Giám Mục chủ sự phần phụng vụ Thánh Thể. Giờ đây, đại diện các thành phần dân Chúa cùng trình dâng lễ vật biểu trưng sự hiệp nhất sâu đậm của toàn thể cộng đoàn quanh vị chủ chăn tối cao trong lễ dâng và lời tạ ơn hôm nay và mọi ngày. Toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ này được dâng lên để cầu nguyện cho hội thánh Chúa và cho con là tôi tớ mà Chúa đã đặt làm thượng tế trong dân Chúa. Xin Chúa cùng cho con được nhiều nhân đức tông đồ để làm cho đoàn chiên được tăng trưởng,
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con luôn tạ ơn Cha trong mọi hoàn cảnh, thay cho muôn loài muôn vật và ra truyền những kỳ công Cha thực hiện thật là chính đáng. Bằng việc sức dầu Thánh Thần, Cha đã đặt con một Cha làm vị thượng tế của giao ước mới và vinh cửu, và đã đôi thương an bài cách kỳ diệu là cho chức tư tế duy nhất của người được duy trì trong hội thánh. Vì chính người không những ban chức tư tế hoàng vương cho dân được chọn làm sơ hữu, mà còn lấy tình huynh đệ tuyên cho những người tham dự vào thừa tác vô thánh của mình qua nghi thức đặt tay. Những người này nhân danh người làm sông lại hy lệ cứu độ cho nhân loại, khi dọn cho các con cái Cha bữa tiệc vượt qua, và làm gương cho dân Cha bằng đức mến, nuôi dưỡng họ bằng lời Cha và bổ sức họ bằng các vi tinh. Khi phó mang sông mình cho Cha và cho phần rồi anh em, những người đó cố gắng trở nên giống hình ảnh của chính Đức Kitô và hằng làm chứng cho Cha về lòng tin và lòng minh. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hoan hỷ tung hô và xưng tụng Cha rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị lột vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
kinh con chưa chịu chết và sống lại. Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto, Đức Cha Đa Minh Giám Mục giáo phận chúng con và tôi tớ Cha là Đức Cha Tô-ma mà hôm nay Cha muốn đặt làm mục tử của giáo phận Xuân Lộc này, cũng như nhớ đến toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn gian Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: sống và hiên trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Hãy chia sẻ Chúa.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Sức mạnh của vi tích thánh thể gia tăng ơn Chúa nơi tôi tớ hèn mòn Chúa đây, để con Chúa toàn cách xứng đáng thừa tác vụ chủ chăm cho Chúa và sẽ được phần thưởng muôn đời sau khi trung thành phân phát các mầu nhiệm của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Phép lành đầu tay của Đức Tân Giám Mục. Giờ đây cộng đoàn chúng ta sốt sắng lãnh nhận phép lành đầu tay của Đức Tân Giám Mục. Xin cho từ nay nhờ lời cầu nguyện và hy sinh, nhờ gương lành và việc cử hành các bí tích của Ngài, Thiên Chúa tuôn đổ trên giáo phận và từng người chúng ta muôn phúc lành, gìn giữ chúng ta kiên vững trong đức tin và mạnh bước trên đường thánh thiện. Thương con, người con từ
trời. Ngài đặt con giữa hàng thánh tương quyền linh, xưng sầu tấn phong vương quyền, lập ngài báu quản cai dân thánh ngài. Chân chân đầy tớ mình, ngài làm gương sống đời khiêm tốn thầm sâu, đêm đêm mến yêu phụng vụ và chăm sóc từng con chiến yếu hè. Đây là phần chúc mừng Đức Tân Giám Mục. Trước tiên, chúng con trân trọng kính mời Đức Cha Phêrô, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam phát biểu chúc mừng. Cha Thomas kính mến, những ngày vừa qua Đức Cha đã hiện diện và đồng hành với các thành viên Hội đồng Giám mục Việt Nam trong khóa họp lần 2 năm 2009, và hôm nay trước cộng đoàn dân Chúa hiện diện, Đức Cha vừa được tấn phong để chính thức nhập hàng giám mục kế nhiệm tông đồ đoàn. Chúng tôi chúc mừng Đức Cha. Từ nay, trong cương vị mới, Đức Cha cộng tác với Đức Cha chính Đa Minh để phục vụ cộng đoàn dân Chúa tại Xuân Lộc với số giáo dân đông đảo và có truyền thống đạo đức lâu năm. Đức Cha còn lãnh nhận trọng trách giám đốc chủng viện
với số chúng sinh trên 300 thầy. Chắc chắn đây là gánh nặng trên đôi vai Đức Cha. Nhưng chúng tôi tin rằng với phương châm sống của Đức Cha là tín thác và yêu thương, Đức Cha sẽ cảm nhận bình an, nhẹ nhàng khi thi hành chức vụ. Với khẩu hiệu Ngài yêu họ đến cùng để noi gương Chúa Giêsu tại nhà tiệc ly, sống yêu thương, trao ban và phục vụ mọi người, chúng tôi cầu chúc Đức Cha luôn tìm được niềm vui và bình an trong sứ mạng tông đồ. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng. Thứ đến, chúng con kính mời Đức ông Vinh Sơn, tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, dâng lời chúc mừng. Trọng kính Đức Cha Chủ tịch, trọng kính Đức Hồng Y, quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Cha Tổng Đại diện, quý bề trên các đại chúng viên, các dòng tu, quý cha, quý tu sĩ, quý chúng sinh, các khách quý và cộng đoàn. Tin vui ngày 25 tháng 7 2009 đã làm nức lòng mọi người, nhất là các tín hữu Xuân Lộc. Đức Thánh Cha Benedicto đã tuyển chọn Cha Giuse Nguyễn Năng, giám đốc cơ sở hai đại chúng viện Thánh Giuse, làm giám mục phát diệm. Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, trưởng ấn kiêm chánh văn phòng, làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Quả là tin vui trọng đại. Tuy nhiên, thường người ta vẫn thấy Thiên Chúa luôn đòi hỏi một giá phải trả trước khi trao ban hồng ân. Để trở thành cha của những người tin, Abraham đã phải bỏ quê cha đất tổ, phải dám hy sinh cả người con duy nhất Isaac. Để làm mẹ Thiên Chúa, Đức Maria đã phải từ bỏ ý riêng, vâng lời bước vào cuộc sống hôn nhân với bao đau khổ. Để cứu rỗi nhân loại, Con Thiên Chúa đã phải đi vào cuộc sống trần gian, chấp nhận vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Phải chăng Thiên Chúa cũng đòi hỏi Xuân Lộc phải chấp nhận một hy sinh, một mất mát, khi cha giám đốc Giuse Nguyễn Năng được gọi làm giám mục phát diệm? Chúng con đã được chứng kiến nỗi lo lắng trăn trở của Đức giám mục giáo phận khi tòa thánh ngỏ ý muốn chọn cha Giuse Nguyễn Năng về phát diệm. Ai sẽ là giám đốc đại chúng viện? Điểm mặt tìm người thay thế, khó thấy ai. Phải chăng đây là giá phải trả? Thưa không, trong trường hợp này của Xuân Lộc, hình như Chúa đã quên đi cái thông lệ ấy. Bởi vì cũng trong chính ngày 25 tháng 7 2009, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục giáo phận, đã thông báo Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, giảng sư Đại học Urbano Roma, được về phục vụ tại đại chủng viện Thánh Giuse cơ sở 2 Xuân Lộc. Với tin vui này, Xuân Lộc đã không mất mát, mà xem ra còn được thêm, đã không thiệt thòi, mà xem ra được lợi hơn, được to lớn hơn. Xuân Lộc có niềm vui to lớn và trọn vẹn. Niềm vui to lớn và trọn vẹn này được bộc lộ trong ngày mồng 8 tháng 9 năm 2009, khi cùng với niềm vui cả giáo hội, nhất là của giáo phận phát diệm, hàng trăm linh mục, hàng ngàn tu sĩ và giáo dân Xuân Lộc đã vượt đường trường, nô nức chảy hồi về phát diệm dự lễ tấn phong giám mục của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng.
Hôm nay, đông đảo các thành phần giáo vần Xuân Lộc hiện diện, chúng con cùng với hai đức cha giáo vần trước sự hiện diện quý báu của Đức Hồng Y, của quý đức cha và của khách quý, một lần nữa chúng con hân hoan nhiệt liệt chào mừng đức cha Giuse Nguyễn Năng, tân giám mục Pháp Diệm. Kính thưa Đức Hồng Y, quý Đức Cha và Cộng đoàn, niềm vui của Xuân Lộc càng trào tràn và đạt cao điểm trong ngày hôm nay, lễ tấn phong giám mục của Đức Cha Tô-ma Vũ Đình Hiệu. Kính thưa Đức Tân Giám mục Tô-ma, lướt qua thiểu sử của Đức Cha và những ai đã có dịp được sống gần Đức Cha sẽ cảm nhận một điều khá rõ nét. Thiên Chúa đã chuẩn bị từng bước, dù trong âm thầm ít ai thấy, dẫn đưa Đức Cha vào thiên chức giám mục. Thật vậy, một chủng sinh xuất sắc luôn đứng nhất lớp trong nhiều năm tiểu chủng viện và cả những năm tại học viện Phiêu 10 Đà Lạt, sao lại lần lần trên đường tu những chờ đợi mỏi mòn, tưởng chừng không có ngày mai, cho tới năm 1999, thầy Tô-ma Hiệu mới lom khom bước lên bàn thánh khi tuổi đời đã 45. Một con người nhiệt tình năng nổ, xin Đức Cha cho phép con dùng từ sốc vác để nói lên Đức Cha trong những tháng ngày qua. Không việc ít lời nào mà Đức Cha không làm, không vất vả nặng nhọc nào của tòa giám mục Xuân Lộc, đặc biệt của Đức Cố Giám mục Phaolô Maria, nhất là trong những tháng năm ngày nằm trên giường bệnh mà Đức Cha không âm thầm tự nguyện thực hiện. Việc Đức Cha gặp nhiều trở ngại khi được chọn đi tu học tại Toulouse, Pháp, việc Đức Cha được kề cận với Đức Cha Cố Phaolô Maria, cũng như từ khi Đức Cha từ Pháp về luôn ở tòa giám mục Xuân Lộc, chúng con đều nhìn ra sự quan phòng kỳ diệu của Chúa, không chỉ cho riêng Đức Cha mà còn cho giáo phận Xuân Lộc chúng con. Tin vui Đức Cha được chọn làm giám mục và hôm nay tham dự lễ tấn phong giám mục của Đức Cha, chúng con vô cùng vui mừng, niềm vui thật to lớn, niềm vui thật tràn trề, niềm vui thật hồ hởi phấn khởi, bởi vì Đức Cha được chọn gọi làm giám mục và là giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Đức Cha đa minh của chúng ta từ nay sẽ không còn bị quá tải về sứ vụ giám mục. Nguyên việc đi thăm viếng mục vụ và ban bí tích thêm sức đã có nhiều tháng, phải lên tới 28 ngày trong một tháng. Từ nay sẽ được Đức Cha sẻ chia cộng tác. Đức Cha sẽ trở thành bộ nhớ không chỉ cho Đức Cha Đa Minh mà còn cả linh mục chúng con và những ai muốn biết những biến cố to nhỏ nào đã qua, những việc lớn bé nào sắp tới. Anh em linh mục, các dòng tu và các cộng đoàn giáo xứ không chỉ có thêm người cha trong đường thiêng liêng, mà từ nay còn có vị tư vấn đồng hành đầy sáng suốt, nhiệt tình, đạo đức trong mọi nẻo đường phục vụ lợi ích đất nước và tha nhân. Còn nhiều và còn rất nhiều hồng ân khác chúng con sẽ đón nhận được từ thiên chức giám mục của Đức Cha.
chúng con xin ngợi khen Cha, chúng con xin tạ ơn Ngài, bây giờ và mãi mãi. Alleluia. Tạ ơn và chúc mừng của chúng con xin được biểu lộ qua những cánh hoa do các thần vần đại diện giáo vần kính dâng. Kính xin Đức Cha vui nhận. Trước tiên là đại diện của linh mục đoàn, thứ đến đại diện của chúng sinh, sau đến đại diện tu sĩ, tiếp đến đại diện thường vụ ban hành giáo, thứ đến đại diện giới cao niên, tiếp theo đại diện gia trưởng, thứ đến đại diện hiền mẫu, tiếp theo đại diện giới trẻ, tiếp theo đại diện giáo lý biên, và cuối cùng những người con bé nhỏ sẽ được Cha chăm sóc các em thiếu nhi. Chúng con xin chúc mừng Đức Cha. Sau cùng chúng con kính mời Đức Tân Giám Mục đáp từ. Trọng kính Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, trọng kính Đức Hồng Y, quý Đức Tổng và quý Đức Cha. Kính thưa quý Cha Tổng đại diện, quý Đức Ông, quý Viện Phụ, quý Bề Trên Giám Tỉnh, quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, chúng sinh và quý ông bà, anh chị em xa gần. Trong giây phút rất đáng ghi nhớ này, những điều con đã suy gẫm và cảm nghiệm về tình Chúa yêu con đến cùng lại trở nên hiện thực hơn bao giờ hết qua sự hiện diện rất thân thương và quý báu của quý Đức Cha về dự lễ tấn phong giám mục của con. Và có đầy đủ quý cha, quý tu sĩ, lại có rất đông quý ông bà, anh chị em xa gần về hiệp thông với con trong thánh lễ này. Chính trong bầu khí yêu thương ấm cúng, con xin bày tỏ tâm tình biết ơn của con. Trước hết, muôn đời con ca tụng tình yêu Thiên Chúa đã thương gọi và chọn con lên kế vị các thánh tông đồ. Dù Chúa biết rất rõ và mọi người biết tỏ về sự bất xứng và yếu hèn của con, thế mà Chúa vẫn thương chọn con làm dụng cụ khiêm tốn trong bàn tay của Chúa. Con xin tạ ơn Chúa muôn ngàn đời. Kế đến, con xin bày tỏ lòng vâng phục và tri ân sâu xa Mẹ Giáo Hội, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tín nhiệm và bổ nhiệm con làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc thân yêu này. Đồng thời, con cũng dâng lời cảm tạ Đức Hồng Y Tổng trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo đã khích lệ con dấn thân trong sự vâng phục để phục vụ giáo hội. Trong tình hiệp thông giám mục đoàn, con xin hết lòng tri ân Đức Cha Chủ tịch, Đức Hồng Y, quý Đức Tổng, quý Đức Cha, đặc biệt hai Đức Cha Phủ Phong, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, giám mục giáo phận Bà Rịa, và Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, và Đức Cha giảng lễ Giuse Võ Đức Minh, giám mục phó giáo phận Nha Trang, kiêm phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Tất cả quý đức cha đã dành thời giờ quý báu sau khóa họp Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng hiệp dâng thánh lễ chúc mừng và đón nhận con làm thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đặc biệt con luôn biết ơn đức cha Chánh Giáo Phận. Nhiều năm qua, bằng nhiều cách thức, đức cha đã thương huấn luyện con, khởi sự từ những năm tháng dài đời chúng sinh cho đến tháng ngày đầu đời linh mục, và nhất là thời gian sau khi con đi học về, đức cha lại tiếp tục yêu thương hướng dẫn con, rồi tín nhiệm mà đề cử với tòa thánh đặt con làm giám mục phụ tá chia sẻ trách nhiệm mục tử với đức cha. Ân tình lại cao dày hơn nữa khi hôm nay đích thân đức cha chủ sự thánh lễ tấn phong giám mục cho con trong bầu khí sốt sắng và thánh thiện này. Con chân thành cảm ơn quý cha tổng đại diện, quý đức ông, quý viện phụ, quý cha giám đốc các đài trưởng viện, quý cha giám tỉnh, quý bề trên, quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, các riêng quý cha giáo và quý cha cựu học viên Giáo Hoàng Học viện Pio 10 Đà Lạt, quý cha cựu sinh viên du học Pháp đã luôn nhớ đến con trong lời kinh nguyện và hôm nay cùng tham dự thánh lễ cầu nguyện cho con. Xin tiếp tục nâng đỡ và đồng hành với con để sứ vụ mới mà con đảm nhận sẽ sinh nhiều hoa trái thánh thiêng cho muôn người. Là môn sinh, con không thể quên ân nghĩa cao dày của cha bề trên tổng quyền Hội Thừa Sai Paris, quý cha giáo Học viện Công giáo Toulouse, là những ân sư mà nhiều năm qua con đã được thụ giáo. Quý cha đã quan tâm chia sẻ niềm vui với con bằng những lời thăm hỏi và điện thư chúc mừng. Con luôn ghi ơn tất cả quý cha. Đặc biệt, cha cố Giuse luôn hiện diện bên cạnh con trong suốt đời tu, cũng như trong thánh lễ này. Con luôn khắc ghi mãi công ơn lớn lao của cha cố. Gặp nhau nơi đây, tôi rất trân trọng sự hiện diện của quý bề trên tổng quyền, quý dì tổng phụ trách, quý dì giám tỉnh, quý nam nữ tu sĩ cùng anh em chúng sinh rất thân mến, là những người vẫn hằng gần gũi chia sẻ với tôi mọi nỗi niềm ưu tư và hy vọng trong cuộc sống theo Chúa. Dấu chỉ yêu thương này cho phép tôi hy vọng trên bước đường phục vụ cánh đồng truyền giáo, tôi sẽ không bao giờ làm việc một mình, nhưng luôn đón nhận tấm thiện tình và sự nâng đỡ của tất cả mọi người. Kính thưa quý ban hành giáo, ban điều hành các họ, ban trị sự các giới, quý vị trong gia đình Andre, quý thân nhân gia đình Linh Tông huyết tộc, các riêng anh em lớp Tô Ma và anh em cựu chủng sinh tiểu chủng viện Thánh Phaolô Xuân Lộc, anh em lớp vô nhiễm và anh em cựu học viên Giáo Hoàng Học viện Pio 10 Đà Lạt, bạn hữu xa gần và anh chị em giáo dân từ hải ngoại về, cũng như các giáo phận bạn, quý ông bà và anh chị em giáo dân trong giáo phận nhà, những người hiện diện trong thánh lễ, cũng như những người không thể đến tham dự được. Tất cả quý vị đã cầu nguyện cho tôi trong nhiều năm qua, nhất là từ khi Tòa Thánh công bố bổ nhiệm tôi làm giám mục phụ tá. Xin chân thành ghi ơn sự nâng đỡ tinh thần cũng như vật chất của tất cả, và xin tiếp tục cộng tác với tôi trong bước đường mới. Với tâm tình trọng kính, con hết lòng tri ân công khó của đức ông Vinh Sơn tổng đại diện. Đức ông đã thương đảm nhận vai trò trưởng ban tổ chức mà thu xếp mọi việc rất tốt đẹp. Nhờ thế con được hưởng trọn niềm vui. Đồng thời con biết ơn đức ông Giuse bề trên chủng viện Xuân Lộc, quý cha quản hạt, quý cha giáo, quý thầy đại chủng viện Thánh Giuse,
quý dòng tu, quý giáo xứ đã hết sức tận tình, hết mình, hết tình lo liệu để con có được những gì tốt đẹp nhất mà cả giáo phận đã dành cho con. Con xin chân thành ghi ơn tất cả quý cha trong ban tổ chức, ban thư ký, ban quản lý, ban phụng vụ, ban khánh tiết, ban thánh nhạc, ban lễ tân, ban trật tự, ban thông tin văn hóa, ban y tế, ban môi trường, ẩm thực, tổ âm thanh ánh sáng, tổ nhiếp ảnh, tất cả đã chu đáo chuẩn bị mọi sự cần thiết để buổi lễ được diễn ra trang nghiêm, nhịp nhàng và sốt sắng. Tôi cũng xin cảm ơn ca đoàn tổng hợp, nhạc đoàn, ban thánh nhạc giáo phận, nhạc sĩ Thế Thông, nhạc sĩ Nguyễn Duy, người anh em linh mục đồng lớp, và đặc biệt là linh mục nhạc sư Kim Long, vừa là thầy vừa là cha bác của con, đã viết tặng con những lời ca thật ý nghĩa, được gieo trên những cung nhạc trầm bổng đi sâu vào lòng người. Những lời ca mà quý vị viết tặng, tự chúng là những lời giải thích tuyệt vời về huy hiệu giám mục mà con đã chọn. Lời cảm ơn trân trọng xin gửi đến Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai đã thuận theo đề nghị của Tòa Thánh về việc bổ nhiệm tôi làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Cách riêng, tôi ghi ơn chính quyền thị xã Long Khánh, phường Xuân Bình đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho việc tổ chức thánh lễ tấn phong diễn ra trong bầu khí trật tự. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe. Cuối cùng, tâm tình tri ân chân thành và sâu xa nhất, con xin kính dâng về ba đức cha cố: Đức cha cố Giuse Lê Văn Ấn, Đức cha cố Đa Minh Nguyễn Văn Lãng và Đức cha cố Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật. Con tin tưởng rằng ba đức cha cố đang hiện diện và cùng chung vui với đoàn chiên Xuân Lộc thân yêu. Kính xin ba đấng luôn phù hộ cho mọi thành phần trong giáo phận, đặc biệt cho con trong sứ vụ mục tử vừa lãnh nhận. Một lần nữa, con xin hết lòng cảm tạ và tri ân Đức Cha Chủ tịch, Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng và Quý Đức Cha, Quý Cha Tổng đại diện, Quý Bề Trên, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, anh em chúng sinh, quý khách và tất cả mọi người. Xin thương cầu nguyện cho con được trở nên người của tình yêu để trao ban và phục vụ đến cùng. Con xin cảm ơn tất cả. Xin một tràng pháo tay. Kính chúa cùng anh chị em. Xin Chúa ban phúc lành cho hiền huynh và gìn giữ hiền huynh, như người đã buôn đặt hiền huynh làm thu lành trên dân người thế nào, thì cũng xin người ban cho hiền huynh được hạnh phúc ở đời này và được tham dự hạnh phúc ở đời sau. Amen. Chúa đã muôn cho giáo sĩ và giáo dân nhờ ơn phù trợ của người mà được đoàn tụ. Xin người ban cho giáo sĩ và giáo dân nhờ sự hướng dẫn của người và sự điều khiển của hiền huynh được cai trị trong điểm hạnh phúc lâu dài. Xin người ban cho giáo sĩ và giáo dân biết tuân giữ mệnh lệnh của người, được thoát khỏi mọi tai ương, dư đầy mọi điều thiên hao và tuân phục chức vụ của hiền vinh trong đức tin, và như thế họ cũng được hưởng cảnh yên ổn bình an ở đời này và đang được cùng với hiền huynh liệt vào số các công dân nước trời. Amen.
Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Giờ đây chúng con kính mời tất cả quý đức cha, sau đó quý đức cha và quý cha xuất thân từ Giáo hoàng Học viện Đà Lạt, và rồi quý đức cha, đức ông Du Xe và quý cha sinh viên du học Pháp chụp hình lưu niệm với đức tân giám mục tại lễ đài.